Hơi thở có bốn mùi này có thể là dấu hiệu của bệnh tật, cần hết sức lưu ý. Trên thực tế, có nhiều lý do khiến hơi thở có mùi và việc chỉ làm sạch miệng có thể không giải quyết được vấn đề. Những người thường xuyên hút thuốc, uống rượu, uống cà phê, ăn những thức ăn có vị nặng như hành, tỏi, tỏi tây sẽ khiến hơi thở có mùi. 1. Mùi chua. Vị chua trong miệng là vấn đề phổ biến nhất của chứng khó tiêu. Thức ăn lưu lại trong dạ dày quá nhiều, sau khi được dịch tiêu hóa, enzyme, vi khuẩn, lên men sẽ xuất hiện vị chua. Ngoài ra, người bị trào ngược dịch mật, tính axit quá cao cũng sẽ có vị chua trong miệng, cần điều hòa tỳ vị, chữa dạ dày. 2. Mùi trứng thối. Nếu miệng có mùi giống như trứng thối, thường là do răng miệng có vấn đề. Sự tích tụ của vi khuẩn trong răng, lưỡi, amidan sẽ tạo ra sunfua dễ bay hơi và các loại khí khác có mùi tương tự như trứng và rau thối. Nếu ngửi thấy mùi này trong miệng, bạn cần xem xét liệu mình có mắc các bệnh về nha chu, sâu răng, sỏi amidan hay lượng nước bọt trong miệng tiết ra không đủ hay không. Đặc biệt, sỏi amidan nằm ẩn tương đối sâu, khó phát hiện. Việc vệ sinh răng miệng hàng ngày không có tác dụng. Chúng ta có thể quan sát amidan của mình. Nếu có một số đốm trắng như hình bên dưới thì có thể là sỏi amidan. Lưu ý, nếu phát hiện có sỏi amidan, không được tự ý dùng dụng cụ để lấy ra, dễ gây chảy máu, nhiễm trùng, viêm amidan cấp tính, phải đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên môn điều trị. 3. Mùi táo thối. Trong hơi thở có mùi táo thối là đặc điểm của bệnh nhân tiểu đường, bởi vì quá trình trao đổi chất của bệnh nhân tiểu đường bị rối loạn, acetone sẽ tích tụ trong phổi và bài tiết ra ngoài theo hơi thở. Vì vậy, nếu nhận thấy có mùi táo thối rõ ràng trong hơi thở, bạn phải chú ý đến căn bệnh này. 4. Mùi phân. Khi chức năng thận bị tổn thương, chất thải trao đổi chất do cơ thể tạo ra không được xử lý và thải ra ngoài kịp thời sẽ thoát ra khỏi phổi. Miệng sẽ có mùi phân như mùi nước tiểu, rất khó chịu. Đây là một tình trạng nghiêm trọng. Khi phát hiện mùi bất thường này, nên kịp thời đến bệnh viện để kiểm tra chức năng gan thận. Đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh. Video đến đây hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!